đặc điểm kinh tế xã Yên Đức. Về trồng trọt, Yên Đức có chất đất phù hợp cho trồng lúa, nếp hoa vàng và rau muống với sản lượng chất lượng cao và tốt, đã trở thành đặc sản của địa phương. Về chăn nuôi, nhân dân chuyển dần sang hướng nuôi tạp trung, chủ yếu là lợn thịt và vịt đẻ, số hộ nuôi bò hoặc dê cũng đạt hiệu quả kinh tế cao. Về thủy sản, Yên Đức là một trong bốn xã được tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu để có diện tích đất trũng trong vùng quy hoạch có điều kiện phát triển nuôi trồng thủy sản. Sản lượng cá các loại đạt trung bình 475 tấn một năm. Về công nghiệp, chủ yếu là khai thác đá làm vật liệu xây dựng và sử dụng bến bãi ven sông đá bạc để vận chuyển hàng hóa theo đường thủy. Về dịch vụ cũng khá đa dạng, đáp ứng đủ nhu cầu mọi mặt của người dân địa phương. Ngoài ra, phát triển du lịch còn là một tiềm năng